Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blockstar Insight trong loạt bài hướng dẫn về JavaScript. Thì như mình đã nói từ đầu, trước khi mình bắt đầu cái series về JavaScript thì mình đã có nói với các bạn là mình sẽ tạo ra, tức là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một số cái bài toán nhỏ nhỏ, tức là những cái ứng dụng nhỏ nhỏ để chúng ta có thể hiểu thêm được các cái phần kiến thức mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn trong quá trình chúng ta tìm hiểu về cái JavaScript này. Thì hôm nay thì tôi sẽ đi vào bắt đầu đi giới thiệu về một cái demo nhỏ nhỏ đầu tiên. Đấy là chúng ta xây dựng cái chương trình để so sánh các giải thuật so sánh, tôi xác định thời gian chạy của các giải thuật đấy. Thì cái phần này thì các bạn có thể tham khảo thêm các giải thuật so sánh ở trong cái phần về so sánh độ phức tạp tính toán của các giải thuật trong Java mà mình đã hướng dẫn trong một cái loạt bài khác đã đăng ở trên cái blog này. Thì ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để chúng ta xây dựng được cái tool như thế này. Tức là cái giao diện rất đơn giản như thế này thôi, gồm có các cái combo box về cái size của cái mảng chúng ta sắp xếp. Đây là cái size của chúng ta sắp xếp ở đây, và cái này là cái giải thuật chúng ta lựa chọn. Tiếp đến là một cái threshold, đây thì là cái mình giải thích sau. Một cái nữa là các nút thực hiện và các cái label để hiển thị lên, nó rất đơn giản như này thôi. Thì bởi vì cái này mình xây dựng thì cũng lâu lâu rồi nên bây giờ mình không muốn viết lại code, tức là mình không không làm theo từng bước, tức là từ đầu đến cuối mình chỉ mở cái code của mình ra và mình hướng dẫn cho các bạn từng bước và từ đấy các bạn là có thể làm theo được. Thì đấy là nội dung của cái phần hướng dẫn này. Thì phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào chúng ta xây dựng được cái giao diện như thế này, giao diện của các cái phần thực hiện và chúng ta thực hiện như nào để xây dựng ra cái này. Ở đây các bạn sẽ thấy là nó chưa có menu. Thì ở phần sau khi mà hướng dẫn về menu thì tôi hướng dẫn các bạn một cái demo khác. Thì ở đây chúng ta chỉ dừng lại ở các label, các combo box, các nút lệnh thôi, dừng lại như thế. Thì đầu tiên các bạn tạo ra một cái project project Java bình thường như mà tôi hướng dẫn các bạn từ trước. Xong đấy thì chúng ta tạo ra một cái gói, một cái package ở đây, và một cái z-frame, tức là chúng ta tạo ra một cái z-frame như này, z-frame algorithm, tức là cái này chính là cái main giao diện chính của chúng ta ấy. Thì để mà xác định được cái giao diện chính thì các bạn vào cái chỗ run này, và các bạn sẽ thấy đây là có cái main class ở đây, có cái main class ở đây. Thì các bạn chọn browse, thì khi đấy các bạn chọn một bất cứ một cái class nào mà các bạn muốn. Thì đây là tôi đã chọn là algorithm sẵn từ trước, để khi chúng ta running như thế này thì nó sẽ ăn vào cái thằng thằng algorithm này. Thì đấy là mục đích của cái set main frame, à, main class. Thì bây giờ các bước thực hiện như sau. Thì đầu tiên các bạn kéo thả vào các label set size, algorithm và threshold lên đây. Thì chúng ta thực hiện và chỉ cần thay đổi cái tag của nó thôi, còn cái code thì chúng ta không cần quan tâm bởi vì cái này chúng ta không không đụng chạm gì đến cả. Tiếp đến chúng ta kéo thả các combo box ở đây. Thì ở đây các bạn như các bài trước đã hướng dẫn thì combo box ở đây, thì các bạn set cái model cho nó ở đây. Thì tùy tùy thuộc vào kích thước các bạn, cái những con số này chính là cái size mà cái dữ liệu chúng ta sẽ sắp xếp, ví dụ như là 10, 50 đến 20 triệu. Thì đấy là tùy thuộc các bạn sắp xếp như nào thì tùy. Thì đây là mình đã làm từ đầu đến cuối như này. Thì cái việc mà tạo ra các cái dữ liệu để chúng ta sắp xếp thì mình sẽ hướng dẫn ở cái bài hướng dẫn tiếp theo, còn đây chúng ta chỉ thực hiện xây dựng giao diện thôi. Thì các bạn thêm vào các cái kích thước như này. Tiếp đến là cái insertion sort, à cái về cái size này thì chúng ta thay đổi CB set size như này, từ combo box set size. Tương tự như thế thì cái insertion sort này thì mình để tên là CB algorithm, thì các bạn thay đổi tùy thuộc vào các bạn. Tương tự như thế thì cái model của nó chúng ta cũng để cùng có bốn bốn loại giải thuật ở đây, tức là tên của bốn loại giải thuật như này thôi. Thì insertion sort, merge sort, quick sort và quick insertion sort. Thì mình sẽ giải thích các cái giải thuật này lần lượt ở các bài hướng dẫn tiếp theo. Một cái nữa là threshold này chính là một cái tick field. Ban đầu thì chúng ta sẽ set cho nó là enable, trong cái property của nó có một cái thuộc tính, gọi thuộc tính enable. Đây các bạn sẽ thấy cái thuộc tính enable ở đây, và chúng ta không không chọn nó có nghĩa là nó bị disable đi để chúng ta chưa chưa thể insert vào được. Tiếp đến là cái execute, thì là cái button này thì chúng ta đặt code nó là btexecute và cái label của nó đặt là như này. Còn cái threshold thì chúng ta để là tf threshold như này, threshold từ một cái ngưỡng. Thì đấy là về combo box và button. Tiếp đến là cái này,
cái label, các label đây là các label hiển thị, tức là mỗi lần mà chúng ta lựa chọn cái size thì nó sẽ hiển thị ra đây, tức là thay đổi, ví dụ bây giờ chúng ta thay đổi thành 1000 thì nó sẽ là the size is 1000, ví dụ như thế. Thì đây là 1000 nó thay vào. Tiếp đến là các cái label dưới này, tức là khi chúng ta chạy các cái giải thuật thì nó sẽ hiển thị thời gian ở đây, các cái thời gian ở đây là sẽ được hiển thị ra một cái tương ứng. Và cái cuối là cái label này, label dùng để trang trí. Đầu tiên là cái code thì là label set size, tiếp đến là label insertion sort, label merge sort, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy bên này đây, merge sort đây, các bạn thay đổi cái tên thì quick sort, quick insertion sort. Nói chung là cái tên như mình đã hướng dẫn các bạn là những cái phần liên quan ra cơ bản thì chúng ta đặt tên như nào để chúng ta dễ nhớ, còn các bạn muốn đặt thế nào thì tùy các bạn. Đấy là về giao diện. Thì giao diện thì nó rất đơn giản như này thôi. Bây giờ chúng ta chạy thử và tôi sẽ giải thích lại một lần nữa. Ví dụ chương trình của chúng ta nó sẽ có tính năng như sau. Bây giờ chúng ta có set size là 10 đây, thì chúng ta execute thì nó hiển thị ra là 50, chuyển sang merge sort là nano second, quick sort cũng là nhỏ hơn. Thì ví dụ như insertion sort, khi insertion sort thì nó sẽ thay đổi cái kích thước ở đây, sẽ threshold sẽ bị enable, sẽ được enable lên và chúng ta sẽ có thể sử dụng, và khi chọn cái khác thì nó lại bị disable đi, thì nó chỉ enable đối với mỗi quick insertion sort thôi. Thì cái này tiếp đến là chúng ta ví dụ lựa chọn là 10.000 chẳng hạn, 10.000 như này, thì khi đấy khi chúng ta lựa chọn 10.000 thì cái size của này sẽ được thay đổi và các cái time đây sẽ được set về không, đúng không? Thì bởi vì chúng ta đã thay đổi cái mẫu thì vì thế mà được set về không, và khi chúng ta thực hiện thì nó mới thực hiện hiển thị lại cái thời gian, ví dụ như này, hoặc là ví dụ như insertion sort đây thì nó thực hiện là 63 millisecond, còn cái này là 12 millisecond và cái này là 2 triệu nanosecond, ví dụ thế. Hoặc là quick sort thì ví dụ như đây này, chúng ta đặt là 1000 thì nó sẽ là 12 millisecond, đặt 100 thì sẽ là như này, tức là 2 triệu thì nó sẽ giảm thời gian xuống. Thì vấn đề ở đây là chúng ta sẽ có những cái cần gì cần giải quyết. Đầu tiên đấy là cái việc thay đổi cái size này, tức là nó sẽ bắt cái sự kiện là item gì nhỉ, item state change ấy. Thì cái này nó cũng là thay đổi cái size, thì khi mỗi lần thay đổi size thì chúng ta phải tạo ra một cái mẫu mới. Tiếp đến là khi chúng ta thay đổi về cái algorithm ở đây thì nó sẽ phải lựa chọn được cái giải thuật để chúng ta khi mà ấn execute thì để nó thực hiện. Tiếp đến là cái threshold thì cũng bắt sự kiện của cái algorithm này, khi chúng ta thay đổi đến quick insertion sort thì nó sẽ được enable, còn những thằng khác nó sẽ bị disable đi và đồng thời nó sẽ bị xóa trắng. Thì đấy là việc sự kiện chúng ta bắt ở đây. Tiếp đến là tương tự như thế, thì những cái việc mà chúng ta thực hiện là cái set size tương ứng với việc set size như này, cái label này cũng được thay đổi, và cái những cái thành phần cái kết quả hiển thị bên dưới này nó cũng sẽ được thay đổi như thế nào đối với các cái loại giải thuật ở đây khi chúng ta thực hiện. Thì đấy là cái những cái công việc mà chúng ta cần 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 xử lý đối với cái code bên trong, những cái code ở phía bên này đây, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể ở các bài hướng dẫn tiếp theo. Thì ở bài hướng dẫn này thì chúng ta dừng lại việc tạo giao diện như thế. Hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn tiếp theo của Blog Style Đi Xe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.